Sáng 7 tháng 10 theo giờ địa phương, tại di tích quốc gia Cuba, Lăng Cacahua, Trung tướng Victor Rojo Ramos, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Chính trị các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba. Trong tiếng quốc thiều hùng tráng của hai nước, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng được thăm đất nước Cuba tươi đẹp, anh hùng và giàu lòng mến khách, nhất là trong bối cảnh quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Cuba thời gian qua luôn là một trong những trụ cột, hình mẫu thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác. Trên cơ sở thỏa thuận phát triển hợp tác quốc phòng ký năm 2011, kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn 2023-2025, quốc phòng song phương đạt nhiều hiệu quả. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện hiệu quả các mặt công tác đảng, công tác chính trị trên tinh thần tình đồng chí, anh em, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, trao đổi kinh nghiệm về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, xây dựng đảng, báo chí, xuất bản. Chuyến thăm Cuba của đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam nhằm triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai quân đội, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Sáng cùng ngày, ngay sau lễ đón chính thức, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và đoàn đã đến thăm Sư đoàn Tăng 1011, Bộ các lực lượng vũ trang Cuba. Bày tỏ ấn tượng với bề dày truyền thống, cũng như sự lớn mạnh không ngừng của sư đoàn cả về tổ chức, lực lượng trong chặng đường gần 60 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết mong muốn đơn vị tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao cảnh giác cách mạng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba giao phó, chiến đấu và chiến thắng bất kỳ hành động xâm lược nào của kẻ thù, xứng với tên gọi quả đấm thép của các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Tại Sư đoàn Tăng 1011, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đã ghi lưu bút trong sổ vàng truyền thống của đơn vị và trao quà tặng cán bộ chiến sĩ sư đoàn. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba, chiều cùng ngày, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cùng đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới thăm, đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên công viên mang tên Người. Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ xúc động và tự hào được đến thăm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng của tình hữu nghị và đoàn kết anh em Việt Nam-Cuba giữa trung tâm thủ đô La Habana. Viết lưu bút tại đây, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh đây là biểu tượng cao đẹp của mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba do các lãnh tụ cách mạng tiền bối José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo Việt Nam và Cuba dày công vun đắp trong suốt hơn 6 thập kỷ qua. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trò chuyện thân mật và tặng quà kiến trúc sư Joan Díaz Gómez, người đã thiết kế công viên Hồ Chí Minh, tặng quà cho các cháu thiếu nhi và nhà trường gần khuôn viên công viên Hồ Chí Minh. Đến thăm tặng quà một số gia đình liệt sĩ và cựu chiến binh Cuba tham gia chiến đấu tại Việt Nam và các chuyên gia y tế Cuba đã từng sang Việt Nam hỗ trợ phòng chống đại dịch COVID-19. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ giúp đỡ chân tình quý báu của Đảng, Chính phủ, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam giao cho Bộ Quốc phòng mời các đoàn cựu chiến binh các nước trước đây đã từng trực tiếp giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến sang thăm Việt Nam, trong đó có cựu chiến binh Cuba. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chúc các cựu chiến binh và các thân nhân gia đình liệt sĩ Cuba luôn mạnh khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.